Cái này đấy, ba cái hóa đơn này là về máy tính em ạ. Em thấy chị ở đây chị mua là ba bộ máy tính, à hai bộ máy tính đúng không? Ừ. Ừ, hai bộ thôi, còn đâu một cái hóa đơn là mua về thanh RAM. Ừ. Ừ. Thì chị xem cho em cái hóa đơn, cái này là máy tính thì nó sẽ là công cụ dụng cụ đúng không? Ừ. Chị xem cho em hóa đơn số 136 đi. 136 Nó bao gồm mạch chính, bộ xử lý ổ cứng, vỏ cây, nguồn, bàn phím, chuột, màn hình. Cái gì máy quét? quét, máy quét Máy quét thì HT, như là cái kiểu máy khác, đúng máy không? quét là cái máy gọi là cái ken đấy, máy ken đấy, Máy Ken đúng rồi. tập ken Thì là đấy. cái máy khác đúng không? Thế từ Ừ. cái mục 1 đến mục 8 này nó sẽ là một bộ máy tính, thì chị cộng cái số tiền đấy vào xem nó thành bao nhiêu tiền. Ừ. Thế là lại phải tách riêng ra hả? Vâng. Ở đây nó sẽ thể hiện hai cái công cụ, một là bộ máy tính, hai là máy quét. Và cái Ừ. này nó là công cụ dụng cụ thì mình sẽ thực hiện lần lượt hai bước. Chị cộng cho em từ mục 1 đến mục 8 tổng là bao nhiêu tiền đi? 5 rồi. 4 5 5 mà trừ đi. 4 5. Trừ cái Vâng, máy quét 5 đi là triệu đúng không? 5 triệu 950 nghìn. Rồi, bây giờ chị sẽ vào. Mình phải phải vào cái máy tính An An Huy này trước đã đúng không? Cái nhà Không, cung không cấp cần, á. không cần, không cần. Chị À không cần nhấn, hả? vâng, chị sẽ thực hiện hai bước. Bước 1 là chị sẽ vào mua hàng. Mua hàng này. Đấy, Chứng từ mua mua hàng hàng không qua hóa. kho đúng không? Đúng rồi, chính xác, chứng từ mua hàng hóa. Chứng từ mua hàng hóa này. Mua hàng không qua Mua hàng không kho, qua ở kho này. đây thanh toán bằng tiền mặt Thanh đúng không? toán tiền mặt là thanh toán Nhà ngay đấy. nhà cung cấp là ai hả chị? Là công ty An Huy đây này, công ty Có trách nhiệm hữu mã hạn An. Chưa chưa có mã hay sao? rồi, chưa có mã thì chị chỉ tìm kiếm cái này chữ An, nó không có rồi đúng không? Chị nhấn Ừ, luôn dấu vào. cộng màu xanh ở đây chị thêm. Đấy, ở đây chị Ba ghi một cho một em 331 ba là ba An một Huy đúng không? ừ 331 gạch ngang An Huy. Đấy, xong ở ừ tên chị đánh nó vào. Tên, địa chỉ, mã số thuế. Công ty trách nhiệm hữu hạn An Huy Computers. Computer. Địa chỉ: khu 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Được chưa? Rồi. Mã số thuế 28019540 40 40 40. Rồi, sau đó chị nhấn cất. Ok, lý do ở đây chị ghi cho em là mua bộ máy tính cộng máy scan. Cộng máy scan. Rồi. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày ở trên 26 hóa đơn. tháng 11. Rồi, xuống phần hàng tiền ở đây, chị tạo cho em là một cái là bộ máy tính. Ở mã này chị ghi là bộ máy tính, tên là bộ máy tính. Bộ máy tính 01 đi, bởi vì tí nữa nó sẽ có hai bộ đấy. Đây này, cái chỗ Này này sẽ này. là một nên là Đúng rồi, đúng không? chính xác, chuẩn luôn. Không. Rồi. Tính chất Đấy chị nữa chọn cho là em chỉ là diễn giải là được. chỉ là điện Chị giải. cất. Tài khoản chi phí 242. Rồi, enter đi. Số lượng là 1. Đơn giá chính là cái số tiền mà chị cộng từ mục 1 đến mục 8 đấy. Đơn vị không có đâu, chị bỏ qua đi. Đơn giá này hả? Số lượng là 1. Số lượng là một. 1. Đơn giá là cái số tiền mà vừa nãy chị cộng được ấy.
cộng được 5.950 Đúng mươi, rồi, còn cái máy Ken là tính máy xuống kem sau tính đúng riêng, không? đúng rồi, chính xác. 5.950. Xong rồi chị xuống dòng bấm vào đây để thêm mới. Đâu, bấm vào chỗ Đây, nào đây? chữ đây, bấm vào đây để Đây thêm à? mới đây Đây này. à? Đây à? Để thêm tiếp cái công cụ tiếp theo, nhấn dấu cộng màu xanh. Ở đây ghi là máy Ken 01. Tên là máy scan 01. Tính chất cũng chọn chỉ là diễn giải. Rồi, chị nhấn cất đi. Enter, enter là được. 242 đúng không? Số lượng là 1, đơn giá là 1 triệu bao nhiêu chị điền nó vào. Như vậy tổng tiền của hai cái này nó bằng đúng với tổng tiền chưa thuế trên hóa đơn, 7295, đúng không? 7295455 đúng rồi. Rồi. Sau đó cái này nó có thuế xuất không nhỉ? Có thuế đấy, Thuế có thuế. 10%. Đúng rồi, chị chọn trên thuế 10% đi. Của hai cái đấy. Đây 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 đây. Đấy, đúng Đây. rồi. 10%. Enter. Enter. Của nó là 729545. Chị bỏ cho em một cái này đi thành 545 đi. Enter. Bằng số tiền ở trên hóa đơn rồi đúng Rồi, không? tổng tiền rồi. Rồi. Bây giờ chị nhấn cất, chị điền hóa đơn vào Cất. đây. Chưa chưa chưa. Thao À. tác hóa đơn, điền số hóa đơn vào, không là nó không lên tờ khai thuế đâu. Điền số hóa đơn vào đấy. Cất. Bước thứ hai là chị vào đâu nhỉ? Bước thứ hai là vào cái chỗ ghi tăng Đúng à, rồi, hàng vào loạt đấy. công cụ dụng cụ chọn ghi tăng hàng loạt. Đóng cái này lại. Ghi tăng hàng loạt. Nhấn vào dấu 3 chấm. Chọn mua hàng không qua kho. Loại là mua hàng không qua kho. Đây. Loại là mua hàng không qua kho. À. À, không qua kho này. Kỳ chị chọn là năm nay đi. Kỳ đây đây. Đây. Chọn đấy cho nó nhanh. Chọn năm nay. Chỗ nào nhỉ? Trên cùng ấy thầy, trên ngay trên ấy thầy. Đây Đây. là hôm nay, là Đây. hôm nay. Năm nay đấy thầy. À rồi. Lấy dữ liệu, nó sẽ hiển thị cho chị hai cái này đúng không? Chị tích Ừ. vào hai cái này, sau đó chị nhấn chọn. Chọn. Đấy, chị mở to cái này lên để chị nhìn cho nó rõ này. Ở đây đơn Ừ. vị tính chưa có, chị nhấn chữ chiếc vào đây. Phía dưới cũng thế. Nào, mở ra nào. Lấy lại đi. Ừ. Đánh lại Tôi chữ đấy. chiếc vào đây. Ngày ghi tăng chị để cho em là ngày mùng 1 tháng 1, 12 năm 2018. Bởi vì chị mua vào là cuối tháng 1 đúng không? 26 tháng 11. À ừ, 26 tháng 11 thì chị để là mùng 1 tháng 12. Cái dưới cũng thế. Đấy. Cái này mua về sử dụng cho bộ phận văn phòng đúng không? Ừ. Thì dòng trên chị cũng phải chọn là bộ phận văn phòng. Và dòng dưới chị cũng phải chọn là bộ phận văn phòng. Và đã là Ừ. văn phòng thì tài khoản thiết lập phân bổ sẽ là 642 và không chọn khoản mục chi phí. Chị hiểu chưa? À, không Chỉ chọn có rồi. dùng cho bộ phận sản xuất thì mới là Khoản chi 154 thôi. Còn dùng cho phí. văn phòng thì là 6423, không chọn khoản mục nhá. Như Rồi. vậy tổng tiền này bằng với lại tổng tiền chưa thuế trên hóa đơn rồi. Thì lúc đó chị Ừ. sẽ nhấn ghi tăng.